Vậy để thấy cũng lớn nhiều quá. Nó bầy này theo chị nói thì khoảng bây giờ đã được 1.600. Đây là một trại nông dịch đồng. Giờ mình đang vô mùa chín, mình thử nhiều cánh đồng cắt lúa thì chín nhiều. Bà con nuôi hiệp đồng thì bắt đầu người ta thả nhiệt. Bây giờ tôi muốn lớn lên đang thả dưới đồng. Theo tài liệu trên mạng thì riêng ở đồng bằng sông Cửu Long thì mỗi năm như vậy có khoảng ít nhất là 5 triệu con vịt chạy đồng. Thì hiện giờ là đang vô mùa thả vịt chạy đồng. Đi nơi nào mà thấy có cắt lúa, hiện giờ thì cũng đang vào mùa lúa chín, đi nơi nào mà thấy cắt lúa thì các bạn sẽ thấy có một đàn vịt đồng ở đâu đó. Có nhiều nơi thì người ta nuôi vịt lên tới mười mấy 20.000 con. Đó là những đàn vịt chạy đồng, là chạy đồng lớn. Nhưng mà đa số thì người ta cho chạy vịt chạy đồng ở vùng đồng bằng. Tại vì ở vùng đồng bằng thì diện tích ruộng lúa nó lớn. Như ở đồng bằng thì người ta có thể bơm nước trong kinh lên trên đồng để cho vịt nó ăn. Nếu mà đồng mà cắt lúa xong rồi mà không có nước thì không có thả vịt đồng được. Bởi vì phải bơm nước vô trong ruộng thì vịt nó mới ăn lúa, ăn ốc, sến gì ở trên đồng được. Cho nên đồng khô thì không chạy được. Còn cái bầy vịt đồng mà tôi quay đây là theo như hỏi chủ người ta thì số lượng nó là 3.000 con. 3.000 con là một đàn vịt cũng khá lớn. Hiện giờ thì đang đàn vịt này là thả ở
những cánh ruộng ruộng trên, có nghĩa là ruộng bậc thang, thì cũng rất là khó, là bởi vì chỗ nào có nước thì mới thả được, còn chỗ nào không có nước thì không thể thả dịch được, bởi vì dịch nó ăn là nó phải rỉa, mà có nước thì nó mới rỉa được. Thì cũng như hỏi thăm thằng bé chăn dịch 3.000 con này thì nó nói 1-2 ngày nữa là sẽ dời bầy dịch này đi xuống bên Kinh Sà Nư. Kinh Sà Nư là khu vực ở ruộng dưới, ruộng dưới là dễ bơm nước lên, tại vì có mấy con nước trong kinh, trong rạch thì có thể bơm nước lên ruộng được để thả dịch cho nó, cho dịch nó ăn. Vậy để thấy cũng lớn quá, nhiều quá. Con bầy này theo chị nói thì khoảng bây giờ đẻ được 1.600, nhưng mà nếu nó đẻ xoay thì nó khoảng 2.000 mấy, 2.600. Trứng mình bán mình nhau thôi, đúng không? Mình giao lò được nhau một trứng nhiêu? 2.300 hả? Có giá gì vậy? Mình thả nó dưới đồng như lợi không? Không có đồng anh, mọi đồ không có đồng anh, còn ăn. Muốn luôn nha, tôi thử nó mang từ 10-12 giờ nó về. Mình phải mua không? Cái đồng mình thả. Mua hả? Mua rồi sao? Có tính sao? Một công như 40.000. Thả dịch giờ cũng phải mua đồng nữa nha bà con. Hồi xưa thả không có tốn tiền, chứ giờ thả một công 40.000. Bây giờ đây là 13.000 con. Ba ngàn con mà hiện giờ là nó đẻ được 1.600, 1.600 trứng. Nãy ba nói trứng 2.000 mấy luôn nè. Còn bà nãy là bà chủ, bà thuê ba bốn đứa nhỏ gì nè. Thì có hàng lớn thì nó tối nó ngủ ở đây với ba nó để coi dịch. Tụi con ở dưới kinh ở dưới này hả? Lúc nào ta tới cây cầu đúc chưa? À ngay ông cống chỗ người ta bơm. À biết rồi. Rồi bữa hổm đi ngang đó thấy không biết nhầm sao với con bà nội bà ngoại gì rồi coi khô á. Ba không? Bà đó nhậm. Bà đó nhậm gì? Bà nội nhậm. Bà nội hả? Nâng tiếng tiêu sầu, hòa nhịp theo câu hát đưa duyên. Đồng ruộng mênh mông, nắng mưa cùng nhau góp công. Dòng sông nước xuôi ngược hai mái chèo, tình mình tuy nghèo mà mơ ước tác càng miền đông, thương mến thêm măng nồng chờ ngày mai cây lúa đơm bông. Hai đứa mình yêu nhau xây đắp mộng mãi sau, một hàng dừa cao soi bóng bờ ao, đây nắng đẹp với ta.
chan hòa. Học tới lớp 8 thôi. Không học tới lớp 9, lớp 10 gì với anh ta. Trời. Sợ đi nghỉ vụ rồi, nghỉ vụ giờ này không lắm đó. Đi. Tại đó gì mình vô đó người ta tạo. Mình có trình độ người ta, có điều kiện người ta cho mình đi học thêm. Ông nói cậu nghe giờ đi ví dụ đâu có cực khổ gì đâu. Ở chỗ đó mình đang đổ thức ăn cho nó hả? Sao mấy con kia nó không về ăn ra? Nó khoái ăn nó lại đồng hơn nè. Xe nó kêu xe gì xe gọi sình hả? Rồi xúc luôn. Rồi xúc luôn. Ở đây thấy mấy bài nhỏ nhỏ mà 300, 400, 500 là cùng mà. Chỉ có cái bài này là lớn nè. Bài có nghe đi đâu không? Đi Sài Gòn hả? Ở Sài Gòn cũng gần đây rồi. Ở bên đó anh ta đang cắt dữ chưa? Nó đã thả nhiều khi nó kiếm được con vịt. Nó bắt con người về luôn á. Bắt vịt hả? Nè con ghét mấy thằng tham ăn lắm á. Nó bắt vịt hả? Nó bắt con hoài luôn á. Cái này là tối ngủ giỏng rồi, con giỏng rồi. Tối ngủ giỏng rồi, có cái gì mà hai cái giỏng rồi. Hai cái giỏng rồi, cho con ngủ ra mà. Có mấy thằng bạn ra đây có mấy thằng bạn ra chơi nè. Bạn nó phun nè. Nó phun mà. Mà lên như phun á. Chơi dơ quá. Tranh tuyệt vời đồng quê nó ấm muôn đời. Chiều ơi nắng chiều dần buông khắp nơi, từng bầy chim tung cánh bay về cuối trời, một đàn một đồng ngồi vắt véo trên mình trâu, nâng tiếng tiêu sầu hòa nhịp theo câu hát đưa duyên. Đồng ruộng mênh mông nắng mưa cùng nhau góp công, một dòng sông nước xuôi ngược hai mái chèo, tình mình tuy nghèo mà mơ ước tác càng biển đông, thương mến thêm mặn nồng chờ ngày mai cấy lúa đời.
đứa mình yêu